Best Multi, vi xíu để khá nâng cao. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình bình luận và dự đoán kết quả bóng đá SEA Games 31 của báo Thể thao và Văn hóa. Như vậy là đội tuyển U23 của chúng ta đã đá 2 trận, chúng ta thắng Indonesia 3-0. Và ở trận đấu thứ hai thì chúng ta đã không thắng được cầu thủ U23 Philippines. Và vào ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu có thể nói rằng là rất quan trọng, một trận đấu mang tính bản lề với cả đội tuyển U23 của Myanmar. Và có mặt trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay là nhà báo Trần Hải của báo Thể thao Văn hóa. Và anh Trần Hải thân mến, anh đã có mặt ở sân Việt Trì và theo dõi trận đấu của chúng ta với cả đội tuyển U23 Philippines. Thì với tư cách là người trực tiếp có mặt ở trận đấu ngày hôm đấy thì theo anh chúng ta đã đá như thế nào? Và sau trận đấu thì các cầu thủ họ bày tỏ thái độ của mình như sao? Chúng ta đã tốt, kiểm soát và nói chung là làm chủ phần lớn trận đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo hôm đấy có nói, có phát biểu sau trận đấu rằng là thi thoảng trong bóng đá thì những cái tình huống nó xảy ra không giống như chúng ta mường tượng, là có những cái đội bóng mà người ta phòng ngự co cụm và điều đó gây khó khăn cho U23 Việt Nam. Thì tôi đã viết trên Thể thao Văn hóa rằng là trong tình huống như thế thì giải pháp của chúng ta là gì? Chúng ta đã đưa rất nhiều giải pháp, bao gồm ban đầu khi mà cơn mưa nặng hạt nó chưa diễn ra thì chúng ta đã giãn biên, sau đó thì chúng ta đánh trung lộ. Chúng ta thậm chí là đã có hơn 10 cơ hội áp sát khung thành của Philippines, nhưng mà rõ ràng là không có bàn thắng. Thì vào thời điểm đấy thì rất nhiều người chê trách những cái lối chơi của cầu thủ của U23 Việt Nam. Nhưng mà tôi cho rằng đấy là một trận đấu tốt của U23 Việt Nam. Và tôi đã viết rằng là một trận đấu mà chỉ có một đội chơi bóng, còn đội phòng lại còn lại là phòng ngự. Thì chúng ta đã đá bóng, chúng ta đã chơi, chúng ta đều biết rồi. Đó là lý do mà tại sao bóng đá nó trở thành môn thể thao vua. Tức là nó mang tính hấp dẫn, bất ngờ. Một đội bóng yếu trong một ngày đẹp trời với chiến thuật hợp lý có thể thắng một đội thắng mạnh. Thì phát biểu sau trận đấu thì huấn luyện viên trưởng của Philippines bảo là họ đã chuẩn bị tất cả những cái kế hoạch, những cái chiến thuật để tìm một trận hòa, tức là tìm một điểm. Và ông ấy thừa nhận luôn là một điểm với U23 Việt Nam, đội bóng mạnh nhất bảng và thậm chí là mạnh nhất giải đấu, đấy là một thành công của họ và như là một chiến thắng của họ. Và rõ ràng là cái đội bóng bị đánh giá là yếu hơn bao giờ, người ta cũng dễ đá hơn là cái đội bóng được đánh giá là mạnh hơn. Thì trận đấu với Philippines của U23 Việt Nam đấy, tôi cho rằng vẫn là một trận đấu tốt. Chúng ta chỉ không có bàn thắng và chúng ta không có chiến thắng thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngay cả khi không có chiến thắng thì đó cũng có thể là một trận đấu mà chúng ta đã tính toán cho cả một cái cuộc chiến, chứ không chỉ là một trận đấu. Chúng ta hòa một trận đấu nhưng mà đích đến hướng đến của chúng ta là thắng cả một chiến lược, cả một chiến dịch. Sau khi trận đấu kết thúc thì xem trên TV thì tôi thấy rằng là nhiều cầu thủ của chúng ta họ có vẻ buồn. Đương nhiên tất cả chúng ta đều muốn có được một chiến thắng. Và với tư cách cũng là một người xem cũng như là một người làm nghề thì bản thân tôi nhận thấy rằng là chúng ta chơi tốt đấy chứ. Chúng ta phối hợp tốt, chúng ta có những mảng miếng tương đối tốt. Chỉ có điều rằng là cơn mưa nó ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta. Và điều duy nhất chúng ta thiếu đấy là sự chính xác thôi. Tuy nhiên lại có một vấn đề nữa đặt ra. Đấy là rất nhiều bạn đọc của Thể thao Văn hóa họ nêu ra một câu chuyện, một vấn đề mà theo tôi rằng là đấy cũng là một câu chuyện rất là đúng. Họ nói rằng là chiến thắng của chúng ta với cả đội tuyển Indonesia thì tất cả những cầu thủ trên 23 tuổi triệu tập vào đội tuyển đều chơi rất hay và họ gồng gánh đội tuyển cho chúng ta từ chiến thắng. Nhưng ở trận đấu với Philippines, khi mà Hùng Dũng, khi mà Hoàng Đức và đặc biệt là Tiến Linh không làm được gì cả thì các cầu thủ của chúng ta cũng hoàn toàn bó tay luôn. Vậy thì điều này cho thấy rằng là các cầu thủ của chúng ta quá phụ thuộc vào những người anh lớn của mình. Nói là không phụ thuộc thì không phải, tại vì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thừa nhận là khi mà tôi có danh sách 3 cầu thủ trên 23 tuổi để bổ sung cho U23 Việt Nam thì đấy là những cái vị trí mà xung yếu của đội tuyển U23 Việt Nam. Tức là yếu cái gì để bổ sung cái đó? Yếu cái gì để bổ sung cái đó? Và việc mà họ là những cầu thủ đẳng cấp, đã nhiều năm chơi với nhau ở đội tuyển quốc gia và cấp độ câu lạc bộ, họ đều là những người rất hay. Hùng Dũng quả bóng vàng, Hoàng Đức quả bóng vàng và Tiến Linh thì là quả bóng bạc. Đấy đều là những cầu thủ hay nhất của Việt Nam vào thời điểm đại, bên cạnh Quang Hải. Thì rõ ràng là cái việc mà xây dựng lối chơi xung quanh những người hay nhất đấy là đó là đương nhiên của huấn luyện viên rồi, nó không có gì bàn cãi. Thì một phóng viên, một đồng nghiệp của chúng tôi có hỏi rằng là trong trường hợp mà họ bị thẻ hay là chấn thương thì ông có những giải pháp thay thế hay không. Một huấn luyện viên người ta không bao giờ rơi vào thế bị động, tức là Park Hang-seo ông nói rằng là chúng tôi luôn chuẩn bị những cái phương án thay thế, một vị trí là ít nhất là khoảng thêm một vị trí nữa để thay thế. Tuy nhiên nói là nói vậy thôi, chứ còn chúng ta vẫn phải thừa nhận một điều, cái lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam và thậm chí là vũ khí chiến thắng của U23 Việt Nam, khi player cầu thủ mở ra chìa khóa chiến thắng của U23 Việt Nam vẫn là những cái cầu thủ hơn tuổi, đấy là những cầu thủ đẳng cấp. Thì hôm trận đấu với lại Philippines thì không phải là họ đá tệ,
họ đá rất hay và những vệ tinh còn lại cũng đá rất hay. Tuy nhiên chúng ta thiếu bàn thắng thôi, và chúng ta đều biết rằng là trong bóng đá thì có nhiều tình huống mà nó không theo ý mình, và cái chuyện mà chúng ta đã gọi là áp được cầu môn của đối phương nhưng mà chúng ta không có bàn thắng. Tức là vấn đề về mặt dứt điểm ấy. Đây là câu chuyện đã từng xảy ra ở Dubai Cup rồi, là cả trong hai trận đấu giao hữu cả U20 Hàn Quốc, tức là nó chưa khắc phục được. Dứt điểm luôn luôn là một điểm yếu của bóng đá Việt Nam nói chung và các cấp độ đội tuyển quốc gia nói riêng. Nói thật là về lực sút xa của cấp độ đội tuyển chúng ta là hơi hạn chế, và chúng ta nếu mà quá thuần vào cái chuyện mà chiến thuật với phối hợp thì khi một đối thủ mà to cao, Philippines là những cầu thủ rất là to cao, họ phòng ngự số đông và họ có khả năng khống chế tốt, thì chúng ta đã không thành công trong những cái miếng đánh khác nhau. Huấn luyện viên Park So đã ý thức chuyện đó, và nhưng mà tôi cho rằng là cái trận hòa Philippines cũng phải là một ngày tận thế gì với bóng đá Việt Nam, với bóng đá Việt Nam cả. Chúng ta còn đầy đủ các cơ hội và chúng ta có quyền được chọn mà. Đúng. Còn một vấn đề nữa, cũng có một bạn đọc nói rằng là trong hai trận đấu chúng ta không thủng lưới bàn nào. Đấy là câu chuyện về mặt chuyên môn, là hàng phòng ngự của chúng ta chơi tốt rồi. Nhưng mà họ có hỏi những ý kiến của chúng ta liên quan đến vấn đề là bản lĩnh rồi là gọi là tinh thần thi đấu của cầu thủ, thì theo anh trong hai trận đấu như thế chúng ta đã thể hiện tốt chưa, đặc biệt là các cầu thủ trẻ? Có một vài thời điểm những cầu thủ trẻ mắc sai số, và huấn luyện viên Park So cũng thừa nhận chuyện đấy sau trong cái phòng báo. Ông Park nói rằng là nhiều cầu thủ thì cái quỹ trận đấu của họ chưa có nhiều, nên là đó là lý do mà họ mắc sai số. Và ông Park cũng nói luôn là đó là những vị trí nào. Chúng ta không thể đòi hỏi một cầu thủ mà mới ra cái đấu trường quốc tế những lần đầu tiên thì họ có thể kiện toàn cái lối chơi giống như là những cầu thủ giàu kinh nghiệm được. Nhưng còn về mặt tinh thần thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì cả. Tại vì là tinh thần của cầu thủ rất là tốt, chỉ là họ trẻ, họ bỡ ngỡ thì một vài tình huống họ mắc sai số thôi. Như ví như trận đấu với Indonesia, mặc dù là chúng ta thắng 3-0 thật, nhưng không phải là không có những sai số của những cầu thủ trẻ. Và đến trận Philippines thì gần như là Philippines thì họ lùi về hết phần sân nhà và Việt Nam chơi bóng, thì lúc đó chúng ta không nhìn thấy cái sai số của cầu thủ trẻ, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy những hạn chế về mặt dứt điểm trên hàng công thôi. Thì bóng đá nó là những tình huống mà không giống nhau, và chúng ta cần phải hiểu rằng là bóng đá cũng cần phải có những tính toán nữa. Ban huấn luyện cũng phải có những tính toán làm sao trong một cái chiến lược bảo vệ màu vàng chiếc huy chương nó dài, xoay tua đội hình như thế nào, tránh chấn thương như thế nào, thì huấn luyện viên Park So và cộng sự của ông đã và đang phải tính toán những chuyện đấy. Và chúng ta thì người ngoài, và rõ ràng là khi mà ông Park phát biểu thì chúng ta phải tin rằng là đấy là những cái phát biểu rất là... Chúng ta phải tin ông ấy. Thế bây giờ chúng ta chuyển sang câu chuyện của Myanmar. Anh có bất ngờ với cái việc là Myanmar bây giờ đang dẫn đầu bảng không? Đúng là tôi hơi bất ngờ. Tại vì là tôi theo dõi Myanmar trận đấu với Timor-Leste, và theo dõi Myanmar đá với lại Philippines thì tôi hơi bất ngờ. Nhưng nó có một cái yếu tố liên quan đến chuyên môn thế này. Myanmar đã không đá lượt trận đầu tiên, và họ gặp đối thủ đầu tiên lại là một đối thủ rất là dễ chơi, đó là Timor-Leste. Sau đó thì gặp Philippines, và Philippines đấy là trận đấu thứ 3 của họ. Và rõ ràng là trận đấu thứ 3 của Philippines trong 6 ngày thì cái thể lực bị bào mòn. Và Myanmar rất là thuận lợi về mặt lịch thi đấu. Và kế đến thì họ được nghỉ 3 ngày trước khi gặp U23 Việt Nam. Rõ ràng là cái nền tảng thể lực của những đội bóng như ở Đông Nam Á, như là Philippines hay là Indonesia, là họ trội hơn so với lại phần lớn còn lại. Những tôi nói là những nền bóng đá và vừa và thấp. Thì Myanmar họ đã tính toán kỹ và chiến thắng trước Philippines nhiều người nghĩ là bất ngờ sau những gì mà Philippines đã thể hiện với Việt Nam và Timor-Leste. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là một cái hợp lý, và về mặt chuyên môn với lại kế hoạch, cái chiến thuật chuẩn bị của Myanmar là tốt, và họ có chiến thắng ngược dòng trước Philippines, đấy là hợp lý. Vậy thì những ấn tượng cụ thể của anh về đội tuyển Myanmar như thế nào? Bởi vì theo cách nhìn của tôi, họ để thủng lưới 2 bàn trước Timor-Leste này, 2 bàn trước Philippines này, như vậy là phòng ngự của họ không tốt. Nhưng rõ ràng là họ vẫn có bản lĩnh, họ vẫn có những cá tính cụ thể ở trong một cái đội bóng. Và tôi có cảm giác một điều nữa là họ chơi rất là hoang dã. Myanmar, chúng ta về lý thuyết đều nghĩ rằng là họ chơi hoang dã. Trong nhiều năm nay thì Myanmar đưa đến SEA Games hay là AFC Suzuki Cup bằng với đội hình trẻ, và họ luôn nói rằng là đấy là sự chuẩn bị cho tương lai. Và tôi nghĩ rằng SEA Games lần này thì không phải là đội hình trẻ và chuẩn bị cho tương lai nữa, mà họ đã sẵn sàng trở lại rồi.
chúng ta đã thấy họ đá hay như nào trước Philippines. Còn Timor Leste thì tôi không nói, tại vì là họ đã dẫn Timor Leste 2-0 trước khi mà về hai đều và thắng ngược, thắng lại 3-2. Tôi nghĩ rằng là Myanmar vẫn là một đội bóng mà có truyền thống tại Đông Nam Á, và bóng đá là sự gầy dựng, là sự tiếp nối, nên là cái một đội bóng mà có truyền thống là chúng ta cần phải lưu ý cái chuyện đấy. Philippines mới mạnh vài năm gần đây thôi, nhưng mà họ không phải là một đội bóng giàu thành tích và có truyền thống. Tôi nghĩ sau trận đấu giữa Myanmar và Philippines thì vẻ như cái thứ tự ở cái bảng đấu của Việt Nam là bảng A có vẻ như là đã ngã ngũ rồi, tức là Myanmar đang có lợi thế rất là lớn để vào bán kết, và bên cạnh đó là Việt Nam, còn Philippines và Indonesia thì có vẻ thất thế. Đấy, nhưng mà họ còn gặp chúng ta này, sau đó họ còn gặp Indonesia nữa này. Và trước trận đấu với chúng ta thì huấn luyện viên của ông Veliza Popov có phát biểu rằng là ông ấy rất tôn trọng Việt Nam này, rồi 99% khả năng Việt Nam sẽ vào bán kết này. Vậy thì phải chăng ông ấy đang ra vẻ ngoại giao, hay là ông ấy tìm cách để giảm áp lực lên chính ông ấy, trong khi tôi cảm giác rằng là áp lực lên chúng ta mới là nhiều chứ? Đúng rồi, tôi nghĩ là cả hai. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan là ông Paul King. Hôm trước tôi có đi xuống Nam Định và phỏng vấn ông ấy là nếu được chọn một đối thủ ở bán kết thì ông sẽ chọn đội bóng nào, và nếu gặp Việt Nam thì ông có tự tin là mình chiến thắng hay không. Thì Paul King nói rằng là Paul King là một người từng làm việc ở Việt Nam với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Paul King bảo tôi rất là hiểu bóng đá Việt Nam, và rõ ràng là bóng đá đội tuyển U23 Việt Nam là một trong những ứng viên mạnh nhất của SEA Games 31, và việc gặp Việt Nam rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà ở vòng đấu knockout thì họ nói rằng là gặp đối thủ nào thì họ cũng phải cố gắng chiến thắng. Bóng đá Thái Lan vẫn là một đội bóng khó chơi. Ở Đông Nam Á thì tôi cho rằng là phần còn lại có vẻ như là không phải là vấn đề với chúng ta. Vấn đề của chúng ta là Thái Lan. Và bằng cách nào đó để tính toán cố gặp họ chung kết. Trận đấu cuối cùng với Thái Lan là một cái điều lý tưởng. Nhưng vào thời điểm hiện tại dưới diễn biến tại bảng A thì nó rất là khó tính toán cho chúng ta. Nhưng mà rõ ràng là ban huấn luyện, huấn luyện viên Bao So và cộng sự của ông đã và đang phải có những tính toán. Còn Myanmar hay là Philippines hay Indonesia, đội bóng còn lại của bảng A vào bán kết hay không, đấy là cái chuyện của họ. Còn chúng ta buộc phải tính, một người huấn luyện là buộc phải tính để chúng ta đi đến trận đấu cuối cùng và để bảo vệ cái màu vàng của chiếc huy chương. Điều đó có nghĩa là gì? Dù tính toán như thế nào nữa, nhưng mà cái tình cảnh của chúng ta ở bảng A bây giờ tôi nghĩ rằng là không ai mong muốn cả. Và như vậy là ở trận đấu cuối, trận đấu áp chót này, chúng ta phải thắng Myanmar để lấy lại ngôi đầu bảng. Tôi tin là như vậy. Tôi thì tôi nghĩ khác, là ngay cả đây chúng ta hòa, chúng ta đã mất cơ hội đâu. Và chúng ta cứ chỉ nghĩ đến mình thôi, mà chúng ta đâu biết đối thủ người ta nghĩ gì đâu. Nhưng vấn đề chỗ là cổ động viên chắc chắn không muốn chúng ta hòa một lần nữa. Cho nên là trong một cái thăm dò nhỏ nhỏ của mấy tờ báo mạng, tất cả đều muốn Việt Nam chiến thắng. Nhưng để chiến thắng thì chúng ta phải khoan cắt được bê tông. Chúng ta đã không làm được điều đó trong trận đấu với Philippines. Và nhiều khả năng ở trận đấu với cả Myanmar thì Myanmar cũng sẽ làm một điều có lẽ tôi nghĩ là tương tự. Họ sẽ lại dựng vài cái xe buýt trước khung thành của chúng ta, trước khung thành của họ. Vậy thì theo anh, liệu ông Park Hang-seo có những cái điều chỉnh gì về mặt nhân sự hoặc là chiến thuật để chúng ta có thể ghi được bàn thắng hay không? Tôi tin rằng chúng ta chỉ cần ghi được bàn thắng thôi thì những bàn thắng tiếp theo sẽ đến và chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ có một cái phép so sánh thế này, là Myanmar đã thủng lưới 4 bàn sau 2 trận. Còn Philippines thì mới thủng lưới 2 bàn sau 3 trận. Và đội tuyển U23 Việt Nam thì chúng ta chỉ bất lực trước Philippines thôi. Nhưng mà hàng phòng ngự của Myanmar không phải là một hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Họ vẫn có những cái kẽ hở và chúng ta có thể có những bàn thắng vào lưới Myanmar. Hàng công của Myanmar cũng không phải là một hàng công quá ưu việt. Chúng ta có thể có chiến thắng, nhưng mà nếu chiến thắng đấy chỉ để chiều lòng người hâm mộ thôi ấy, thì nó không phải là sự chuẩn bị của ban luyện. Ban luyện tôi cho rằng là ông Bắc hôm sau khi trả lời phỏng vấn của Thể thao Văn hóa của tôi, ông Bắc là nếu là phóng viên nói rằng là tôi đã chủ hòa trước chúng tôi chủ hòa trước Philippines thì có nghĩa là chúng tôi giải thích rồi. Nhưng trong bóng đá với một cuộc đua đường dài, chúng ta đều biết là những đội vô địch World Cup không phải là thắng những trận tất cả những trận đấu. Họ sẽ phải có những tính toán, đối thủ này thì đá như thế này, đối thủ kia đá kia, và những điểm số chúng ta cần giành được là ở đâu, như thế nào. Thì huấn luyện viên Park Seo tôi cho rằng là đã có những chuẩn bị. Nhưng mà trận đấu với Myanmar về lý thuyết chúng ta có thể thắng Myanmar, thậm chí là thắng dễ, thắng rất dễ. Myanmar không phải là Philippines,
Và bóng đá thì không có tính chất bắc cầu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thắng dễ thì lại sinh ra những đòi hỏi và giảm thiểu cái sức mạnh của đối thủ. Như trận đấu với Indonesia, tôi nghĩ rằng 2-0 đã là kết thúc rồi, nhưng mà khi chúng ta 3-0 thì sức mạnh của Indonesia đã bị giảm thiểu, và nó giảm thiểu luôn cái chiến thắng của chúng ta luôn. Thì ban huấn luyện là người ta đã và đang đưa ra những tính toán, nó nằm trong chiến thuật chuẩn bị của đội bóng trong cả một chiến dịch, chứ không phải là chỉ 1-2 trận đấu. Tức là theo ý kiến của anh là trận đấu của chúng ta với cả đội tuyển Myanmar chúng ta có thể không thắng cũng được, có thể hòa cũng được. Và nhưng mà lúc đấy là anh chắc chắn trong đầu là chúng ta sẽ thắng Timor-Leste. Nhưng với chúng ta sẽ được vị trí nào trong bảng? Bởi vì trước trận đấu với cả đội tuyển của chúng ta với cả Timor-Leste là Thái Lan sẽ đá trước trận cuối cùng của họ, và chúng ta sẽ biết vị trí của họ. Tôi nghĩ là trong một cái bảng đấu mà chúng ta được quyền chọn, chúng ta rõ ràng là được quyền chọn, thì chúng ta chọn trận đấu để đá. Timor-Leste vẫn là đội bóng mà chưa hề có điểm số nào ở SEA Games. Họ là một đội bóng giống như tôi hay nói với anh em đồng nghiệp, đấy là những học sinh cấp 3 đá bóng. Thì cái việc chiến thắng họ đó là đương nhiên, chúng ta là nhà vô địch mà. Nếu không thắng được Timor-Leste thì nó là quá bất ngờ rồi, nó là cơn địa chấn rồi. Và chúng ta khi chúng ta đã được chọn thì ban huấn luyện sẽ phải tính và được tính. Một vị trí nhất hay nhì bảng điều đó không quan trọng, nhưng quan trọng là cái đối thủ kế tiếp ở bán kết nó là gì, nó là ai thôi. Còn tất nhiên trong bóng đá thì không có khái niệm bất chiến mà tự nhiên thành cả. Tất cả cầu thủ ban huấn luyện đều phải nỗ lực. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trận đấu với lại Myanmar hôm nay thì nó cũng là một trận đấu mà chúng ta đã tính trước. Cái chiến thuật chuẩn bị của đội bóng nó quyết định thành công ở ngoài thực chiến, chứ không phải là đi ra ngoài trận đấu chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh. Tôi cho rằng là cái kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam là đội chỉn chu nhất của Đông Nam Á tại SEA Games lần này. Và họ, chúng ta đã và đang chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng và chiến thắng cuối cùng, chứ không phải là 1-2 trận đấu ở vòng bảng. Vậy thì dự đoán tỷ số của trận đấu này như thế nào? Chúng ta có thắng được không? Chúng ta thắng được. Nhưng chúng ta có muốn thắng không? Tất nhiên là người hâm mộ thì muốn thắng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trận đấu với Myanmar có thể tỷ số sẽ là tỷ số hòa. 1-0 hay là bao nhiêu? 1-1. Đấy là dự đoán của anh Trần Hải. Nhưng mà tôi thì bây giờ tôi đóng vai làm cổ động viên, và tôi dự đoán chúng ta sẽ thắng với tỷ số là 2-0. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ về trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Myanmar. Rõ ràng là người hâm mộ rất muốn chiến thắng sau khi chúng ta đã trải qua một trận hòa không bàn thắng với Philippines. Nhưng đúng như nhà báo Trần Hải nói rằng là trong bóng đá nó có rất nhiều ngóc ngách và có rất nhiều những toan tính khác nhau, và mục tiêu cuối cùng của chúng ta đấy là trận đấu cuối cùng để chúng ta giành chiếc huy chương vàng cơ. Thành ra là nếu kể cả trận đấu này kết thúc có một tỷ số hòa thì cũng không có gì làm gọi như là phức tạp vấn đề lên cả. Quan trọng là chúng ta gặp ai ở bán kết và chúng ta gặp ai ở chung kết. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.